Elisara John Harkon. Đừng lấy làm lạ khi tôi biến mất, và cũng không cần tìm tôi. Tôi tới đây là để cho cô hiểu cảm giác bị lừa gạt tình cảm và bị bỏ rơi là chuyện đau đớn, khổ sở như thế nào. Từ Panin Dirabay, anh trai của Pinjo. Cô định gạ tình hết cả gia đình tôi luôn hay gì? Như vậy cũng tốt, là có qua có lại thôi. Tôi thích điều mà cô làm cho em tôi, dù quá giới hạn mà tôi có thể tha thứ, thì cô cái chết mới thích đáng với cô. Được, vậy tôi sẽ chết cho anh coi. Nơi tình yêu dậy sóng 19 giờ từ ngày 10 tháng 3 trên kênh HTV2 V Channel.